huyền bí. Các bạn biết không, ngay cả khi Internet và mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ như ngày nay, thì nhiều người vẫn nghĩ rằng cosplay là một sở thích ngớ ngẩn. Theo họ, hóa trang thành các nhân vật trong phim, truyện tranh hay là trò chơi điện tử là điều mà trẻ em không có gì để làm. Nhưng mình tin rằng những người này hoàn toàn sai lầm rồi. Trong những năm qua thì cosplay không chỉ trở nên phổ biến mà còn được cải thiện về chất lượng. Và các cosplayer đã học được cách tạo ra những trang phục hoàn toàn đáng kinh ngạc. Bạn có tin không? Hãy tự kiểm chứng qua video của Cảm Phá Huyền Bí ngày hôm nay nhé! Cosplayer nghiệp dư học cách tạo ra trang phục cho các nhân vật yêu thích của họ. Mặt khác cũng có những người như Beverly Delman. Cô ấy không chỉ tạo ra trang phục và đạo cụ cho các bộ phim khác nhau, mà cô ấy còn làm video hướng dẫn giải thích từng giai đoạn công việc của mình. Tất cả để chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho người mới bắt đầu. Một trong những tác phẩm tuyệt vời của Beverly là bộ đồ của nhân vật The Wasp, Chiến binh ong. Khi Marvel yêu cầu cô tái tạo bộ trang phục này, Beverly hứa sẽ làm hết sức mình và cô đã tạo ra một kiệt tác thực sự. Bộ đồ có tỷ lệ hoàn hảo, họa tiết đáng kinh ngạc và được làm hoàn toàn thủ công, bao gồm cả phụ kiện là đôi cánh. Đó là một dự án rất lớn và rất phức tạp, nhưng kết quả chắc chắn xứng đáng với công sức mà cô đã bỏ ra. Làm thế nào để cosplay một nhân vật đeo bẻ cá ở trên đầu? Ý mình là Mysterio đó. Có lẽ Sam từ Black Zero Cosplay sẽ biết câu trả lời. Trang phục này cũng được tạo ra cho Marvel. Đầu tiên, Sam vẽ các chi tiết của bộ giáp, tìm ra màu sắc, mật độ và độ dày của các vật liệu. Và sau đó anh bắt đầu làm việc với trang phục. Sam thú nhận rằng khi anh có được tất cả các tài liệu cần thiết thì chỉ còn 2 tuần nữa là đến hạn chót, nhưng anh vẫn kịp hoàn thành bộ giáp. Cái bẻ cá trên đầu được làm bằng acrylic và để chiếu sáng, anh sử dụng đèn LED kết nối với pin thông thường. Mình không biết liệu rằng Sam có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì qua cái mũ bằng kính với đầy khói không, nhưng kết quả thật tuyệt vời. Trở thành Thanos không phải là một thử thách dễ dàng. Ngoài việc tìm vật liệu để tạo ra quần áo, bạn cần một khuôn mặt màu tím với chiếc cằm lớn. Tuy nhiên, Lee Hurley thừa nhận rằng anh ấy thích làm những thứ do máy tính tạo ra trong phim, một công việc khó khăn nhưng thú vị. Vì lý do này, sau khi thiết kế bộ đồ Groot, anh quyết định trở thành Thanos. Phần đầu là phần khó nhất của bộ trang phục này. Để đạt được chiều cao của Thanos, người cosplayer đã mua một đôi bốt bình thường và sau đó bổ sung thêm phần đế. Không phải là lựa chọn thuận tiện nhất nhưng đem lại kết quả hoàn hảo. Để khoe ra quần áo mới, Lee tranh thủ sự giúp đỡ của mẹ kế và bà của vợ, còn mọi thứ khác đều tự tay anh làm ra. Nhờ bộ đồ Nebula và lớp trang điểm tuyệt vời, Amber Skies đã có thể trở thành một người hoàn toàn khác. Tên thật của cô ấy là Amber Malin Sky và cô ấy là một giáo viên. Nhưng ngay cả học sinh cũng không nhận ra cô ấy khi cô cải trang thành một lính đánh thuê không gian không biết sợ hãi. Amber giấu mái tóc vàng dài dưới một chiếc mũ đặc biệt và tự mình trang điểm. Lần đầu tiên cô mất đến 6 giờ để hoàn thành, nhưng qua thời gian cô ấy đã có được một số kinh nghiệm. Và bây giờ cô gái chỉ cần 3 giờ để thực hiện công việc. Một sự thật thú vị khác là Karen Gillan, người đóng vai Nebula và đạo diễn James Gunn, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ công sức của Amber trên Twitter. Để chuẩn bị cho sự kiện của Marvel, Jessica Drew Johnson đã hóa thân thành Hela trong phim Thor Ragnarok. Bộ đồ hầu hết được làm từ các mảnh vải được khâu lại với nhau vì Hela không mặc áo giáp hay bất cứ thứ gì tương tự. Nhưng vấn đề thực sự là mũ đội đầu. Đó là chiếc mũ lạ mắt với hàng tấn chi tiết khá khó để chế tạo. Người cosplayer đã sử dụng máy in 3D và một loại vật liệu đặc biệt, nylon PCTPE. Bởi vì thiết kế không thể quá nặng, nếu không nó sẽ rất khó để giữ trên đầu. Năm 2013, Amanda Rose lần đầu tiên hóa trang thành nhân vật Black Widow. Cô đã làm điều đó trong một bữa tiệc Halloween và đột nhiên rất nhiều người nhận ra rằng cô gái thực sự trông giống nhân vật này. Theo thời gian, tạo hình của nhân vật trong các bộ phim đã thay đổi và do đó cô đã sửa đổi bộ đồ của mình, nhưng không dễ để tái tạo trang phục từ phim Infinity War. Nó có nhiều chi tiết hơn bình thường, cộng với nó là một bộ giáp hơn là một bộ đồ, chưa kể đến rất nhiều phụ kiện, đèn chiếu sáng và các tính năng khác. Amanda lần đầu tiên sử dụng máy in 3D để tạo ra các chi tiết về vũ khí của Hóa Phụ Đen. Chris Burns có họ giống với Bucky Burns.
được biết đến với cái tên Winter Soldier hay Chiến binh mùa đông. May mắn thay, Chris đã không phải cắt bỏ cánh tay của mình để thực hiện bộ cosplay này. Đầu tiên, anh phải nặn một khuôn cánh tay giả bằng thạch cao và sử dụng khuôn này để tạo cánh tay bằng cao su. So với cánh tay sử dụng công nghệ điều khiển này, phần còn lại của bộ đồ Bucky trông khá đơn giản, nhưng người cosplay phải mất khoảng 4 tháng để tạo ra toàn bộ đồ. Đó là sự hợp tác của một số nghệ sĩ đã hợp lực để tạo ra trang phục Winter Soldier. Sis Evangelista, người chiến thắng trong cuộc thi Cosplay Game of Thrones tại Asia Pop Comic Con Manila 2017, xuất hiện trong trang phục của nhân vật Night King. Ngay cả khi bạn chưa bao giờ xem chương trình truyền hình này, bạn có thể biết nhân vật phản diện mặt xanh này. Sis đã bắt đầu cosplay từ năm 2019 và lúc đầu anh ấy đã tạo ra trang phục của mình bằng quần áo cũ của mẹ. Nhưng theo thời gian, anh ấy đã đầu tư hơn vào các bộ trang phục. Trang phục của Night King được làm bằng cao su và da và mặt nạ đầu tiên được làm bằng đất sét và sau đó cũng là cao su. Để làm cho đôi mắt của anh ấy phát sáng màu xanh lam, Sis đã thêm đèn led màu xanh vào mặt nạ và anh ấy cũng đeo kính áp tròng khiến trang phục thực sự rùng rợn. Một số người biết Alicia Marie là một người mẫu và chuyên gia thể hình, nhưng đối với hầu hết mọi người, cô được biết đến như một cosplayer. Alicia yêu thích Warcraft, Star Trek và các trò chơi video và tất nhiên, thỉnh thoảng cô cũng thử các trang phục khác nhau. Chẳng hạn tại triển lãm San Diego Comic Con năm 2018, cô trở thành Machiko Noguchi từ loạt phim Alien vs Predator. Alicia đã hóa thân thành một chiến binh rất ngầu. Joker, Sarah Connor, Raven, Pennywise, Chess Harley đã thực hiện nhiều màn cosplay và mặc dù hầu hết trong số họ đều dựa trên cách trang điểm xuất sắc, mình phải thừa nhận rằng Jess rất tài năng và tiếp tục phát triển như một nghệ sĩ. Không khó để tạo ra những chiếc quần chú hè ngộ nghĩnh, thậm chí bà của bạn cũng có thể giúp bạn. Nhưng không ai có thể tạo lại vẻ ngoài của Pennywise và khiến bạn cảm thấy khó chịu. Bạn muốn xem một cái gì đó thực sự đáng sợ? Nữ hoàng máu từ bộ phim Hellboy với đôi cánh phủ đầy những con mắt, một cơ thể làm từ xương, nụ cười đáng sợ, móng vuốt. Nhân vật này được lựa chọn bởi cosplayer đến từ San Diego, Linda Nguyễn. Mặc dù trang phục rất khó thực hiện và thậm chí còn khó mặc hơn, Linda vẫn yêu thích nó. Đối với cô, cosplay là một nghệ thuật và cô muốn chia sẻ nó với mọi người. Nhìn vào đôi cánh gắn những con mắt và thứ cô đeo trên trán, chắc chắn không phải là kiểu cosplay mà bất cứ ai muốn nhìn thấy vào đêm khuya. Thật đáng sợ nhưng cũng thật tuyệt vời. Khi bạn có một mái tóc dài và một bộ râu rậm, bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi cosplay người Viking trong loạt phim nổi tiếng hay Aquaman. Giống như anh chàng đến từ Anh mà chúng ta không may không được biết tên, nhưng anh ấy trông thật tuyệt ngay cả trong những chiếc vảy vàng và đôi giày màu xanh lá cây. Anh ta có lẽ không thể nói chuyện với các sinh vật biển, nhưng anh ta chắc chắn sẽ nổi tiếng với những người hâm mộ truyện tranh. Cộng với việc anh ta không chỉ có một mà là hai bộ trang phục Aquaman và cả hai đều trông rất tuyệt vời. Một cô gái tên Kristen đến từ Los Angeles biết rất nhiều về cosplay và chọn tất cả các loại nhân vật cho trang phục. Từ Siri trong trò chơi The Witcher đến các nhân vật trong truyện tranh và phim siêu anh hùng. Tại triển lãm Dragon Con 2019, cô đã hóa trang thành Mera từ bộ phim Aquaman và thành thật mà nói, trang phục này trông thậm chí còn đẹp hơn cả trong bộ phim. Thật đáng kinh ngạc vì ngay cả khi mặc một bộ trang phục không thoải mái, Kristen có vẻ khá tự tin và ngay cả bộ tóc giả cũng không thể phá hỏng thần thái của cô. Nếu bạn đã xem bộ phim Avengers Age of Ultron, bạn có thể nhớ Hulkbuster, một trong những bộ giáp của Tony Stark nổi bật với kích thước ấn tượng và sức mạnh của nó. Mặc dù vậy, thiết kế một bộ đồ cao 3m không phải là điều dễ dàng, nhưng hãy tưởng tượng khuôn mặt kinh ngạc của mọi người tại triển lãm Comic Con. Nếu bạn không tin thì hãy hỏi Thomas DePachin. Ông và nhóm của mình đã chuyên về các dự án quy mô lớn. Ví dụ, danh sách trang phục của họ bao gồm cosplay Bumblebee từ Transformer hay Hulkbuster. Để mặc được bộ đồ, Thomas cần sự giúp đỡ của hai người vì bộ đồ nặng khoảng 45kg. Đó là 45kg mà bạn phải mang lên người và không bị rơi ra. Theo Thomas, một bộ trang phục như thế này có giá khoảng 60.000 USD. Bạn vẫn nghĩ rằng đây là một sở thích cho trẻ em.
Như bạn có thể thấy, mọi người thực sự thích cosplay với nhiều chi tiết, thậm chí còn tốt hơn nếu một nhân vật thực sự đáng sợ thì bạn chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Ví dụ, bạn có thể hóa trang thành Demogorgon từ Stranger Things. Bạn phải làm việc chăm chỉ để làm điều đó bởi vì đây không phải là một nhân vật mà bạn có thể tạo lại bằng một mảnh vải thun. Trong trường hợp này, bạn cần dùng máy móc đặc biệt để khiến người chưa xem loạt phim kinh dị này phải rùng mình và người hâm mộ sẽ bắt đầu hú hét nhiệt tình hoặc có thể chạy đi trong sợ hãi nếu bạn làm ra một bộ trang phục tuyệt vời như của Khaled.